Mến chào quý vị, ông bà, cô chú trở lại với kênh Chuyện Ma cùng Thiên Như. Và mình sẽ là người đồng hành cùng quý vị trong buổi nghe chuyện ngày hôm nay. Mến chúc tất cả quý vị sẽ có một buổi nghe chuyện thiệt là thư giãn luôn nghe. Bữa hôm nay là ngày 8 tháng 3, Như xin phép được chúc tất cả các bà, các cô, các mẹ, các chị em của mình có một ngày 8 tháng 3 vui vẻ, luôn luôn hạnh phúc và xinh đẹp nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào câu chuyện đầu tiên. Câu chuyện này là Như được chú Tâm gửi lại cho Như. Chú được một người chú. Chú của chú Tâm tên là chú Sơn. Chú Sơn đã kể lại cho chú Tâm nghe. Và bây giờ chú Tâm chia sẻ câu chuyện này lại cho mình với khán giả hen. Hồi trước chú Sơn có đi bộ đội để đánh giặc. Trong quá trình đi đó là chú lặn lội tới khu vực của Đồng Tháp rồi. Buổi sáng hôm đó là cả đoàn của chú bị thất thế, cho nên buổi chiều là chú Sơn đi vô trong nhà dân để mà ngủ đỡ. Có một nhà dân này chứa tổng cộng là 5 người bộ đội giống như chú Sơn. Chú Sơn đang núp ở trong nhà dân vậy thì một cái người ở trong gia đình mới chạy xuống kêu: "Vợ, cả 5 chú phải nhanh chóng trốn tiệt là nhanh đi, bởi vì quân giặc nó đang tới đây rồi. Mà số lượng đông dữ lắm. Tụi nó đang lùng sục những người còn lại trong cái trận đánh hồi sáng. Nên bây giờ chú Sơn không có cách nào để phản kháng lại với tụi nó cả. Mình thì có 5 người, trong khi quân giặc thì có cả đống người luôn. Đâu có thể nào mà sáp lá cà với nhau được. Cho nên nhóm của chú Sơn đã quyết định là đi ra ở cái chỗ phía ao này, lặn xuống dưới ao đó để mà núp. Ở cái chỗ ao này là cây cối nó mọc tùm, có mấy cây giống như là cây cù nèo, rồi ở xung quanh đây là có mấy cây bần, nó mọc lên tùm hết trơn hả. Bây giờ là chỉ có trốn ở dưới này, mai ra là tụi quân giặc nó không có phát hiện ra nhóm của chú Sơn, chứ còn ở trong nhà dân thì một hồi nữa tụi nó vô thế nào cũng phát hiện ra là mấy chú chết chắc. Mấy chú xách hết hành lý của mình là lặn xuống ở chỗ đó. Nó lặn thì cũng không phải lặn, chỉ hụp cả người xuống, chừa cái lỗ mũi lên một chút xíu để thở. Do cây cối rồi buổi tối nó che lại rồi, nên quân giặc nếu mà nó không xuống đây đi tìm thì tụi nó sẽ không có phát hiện ra chú Sơn đâu. Từ cái chỗ của chú Sơn đi vô trong mé đường đất là khoảng 7 mét thôi. Do ở chỗ này là còn ráng được, chứ mà đi xa ra một chút nữa là nước nó sâu quá, mấy chú lặn không có được. Lúc đó cả nhóm của chú Sơn thì đang núp. Còn quân giặc á, người thì cầm đèn, người thì cầm đuốc, cứ đi rảo 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 xung quanh đây tìm kiếm, mà dắt súng ở trên vai rất là đáng sợ. Hồi đó nhóm của chú Sơn ở dưới này là núp không dám thở luôn, bởi vì sơ hở một cái tụi nó phát hiện ra là cả nhóm của chú chết hết. Ai cũng đang trong trạng thái căng thẳng hết. Chú Sơn á, là chú đứng ở vị trí gần với ở trong cái mé đường đất nhất. Chợt ngay khi đó chú Sơn cảm nhận được cái đùi của mình nó nhột nhột, giống như là có một con rắn nó đang bò vào trong đùi chú hay sao. Chú hết hồn rồi, nhưng bây giờ không có dám gây ra tiếng động lớn. Chú chỉ nhẹ nhẹ đưa cái tay xuống, chú giữ lấy cái gì đó nó đang bò trong quần của chú. Nhưng khi mà chú thò tay xuống rồi, không có còn thấy cảm giác gì nữa. Nhưng mà chú làm cũng nhẹ nhẹ từ từ, không cho nước á nó làm sao động sầm, lỡ mà tụi giặc nó phát hiện là chết. Chú cũng đứng đó, trái tim nó muốn văng ra ngoài rồi. Cái chợ ở phía sau, chú cảm nhận là có một cái bàn tay, nó lạnh toát à, nó đang sờ vào lưng của chú, mà sờ vừa chà từ ở trên chà xuống. Cái cảm giác nó kỳ cục dữ lắm. Chú cắn răng, chú đưa cái tay ra ở phía sau lưng nghe. Chú muốn giữ chặt lấy cái bàn tay đó, thì cái bàn tay này đã di chuyển qua bên hông của chú rồi. Trong cái lúc mà chú quơ quào như vậy, chú không biết là rắn hay là cái gì đó, chú chụp được cái bàn tay đó. Và bây giờ chú cảm nhận được đây là bàn tay của một cái người con gái, do nó nhỏ và mảnh khảnh. Nhưng có điều khi chú chạm phải bàn tay này rồi là nó lạnh còn hơn cái cục nước đá nữa. Nó lạnh khủng khiếp dữ lắm. Và ở trên cái bàn tay nó trơn nhớt à. Chú vừa cầm giữ rất là chặt rồi, nhưng bàn tay kia rút ra là biến mất tiêu. Giống như cái bàn tay này được xức cái gì đó vô, nó trơn nhớt luôn. Chú cũng không có suy nghĩ nhiều, bây giờ chỉ biết cố gắng hết sức là mình đứng mình núp ở đây. Chú Sơn nói nếu lúc đó mà con rắn nó cắn chú là chú cũng cắn răng chịu đựng luôn, chứ không có dám phát ra tiếng động.
Bởi vì nếu mà chú làm ồn á, ngoài cái việc là chú bị xử ra, còn cả bốn người đồng đội của chú cũng sẽ bị chết lây theo chú luôn. Cho nên giờ chú ráng chú đứng cắn răng vậy đó, rất là hoảng sợ. Ở trên bờ cái tụi giặc kia nó cũng cứ đi qua đi lại, nó cầm đèn nó rọi rồi thấy là chó đồ nó hủi nó tìm kiếm đồ nữa. Chợt chú mới nghe ở trên trển là tụi giặc kêu đi xuống ở chỗ mé lùm kia tìm kiếm coi có không. Tự nhiên lúc này chú đá ánh mắt qua, chú nhìn tất cả những người đồng đội của chú thì ai cũng sợ cả. Bây giờ chú nghĩ tụi nó xắn tới một cái là chú cũng phải sáp lá cà luôn chứ làm sao. Nhưng chợt khi cái ánh đuốc ở trên kia đi gần 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 tới gần chú, cái tên giặc á, thì vẫn còn đứng ở trên bờ, lại cách chú vẫn còn một khoảng cách khá là xa, mới đưa cái ngọn đuốc xuống rọi qua rọi lại. Mà cái thằng đó giống như nó làm biếng, nó nhìn tới nhìn lui mà nó nói là không có gì trơn á. Tại vì đứng từ xa như vậy nên đâu có thấy gì đâu. Chú thì đang đứng núp sau một cái bụi cây rồi. Xong cái tên giặc đó mới đi lại báo cáo với sếp của nó, nói là nhìn không thấy gì trơn. Cái thằng sếp nó mới chửi, nó nói là trời ơi mày tìm như vậy làm sao mà thấy. Xong lúc đó một cái tên khác mới đi lại cầm thêm một cái cây dài sọc luôn, và lần này là xách thêm một cái đèn rọi. Chú nói chuyến này chết rồi. Chú đưa tay nhẹ nhẹ luồn xuống, chú chuẩn bị vô đạn vô súng. Chợt ngay khi đó từ ở trước mặt của chú là nhô lên một cái gì đó đen đen. Trong lúc ánh sáng mập mờ từ ở trên rọi xuống, chú thấy rõ ràng cái gì đó đen đen từ dưới nước sủi bong bóng rất là nhẹ, sau đó trồi lên. Tới chừng chú thấy rõ ràng rồi thì đây là một cái cô gái. Lúc đó cô gái đứng ở trước mặt chú độ tầm khoảng 30-40 cm hả. Cả người của cổ trắng xác, hai con mắt đen xì lì luôn mà đen nó bóng lên luôn đó. Tóc tai thì ướt nhẹp hà. Ở trên người của cổ thì mặc một cái bộ áo trắng. Cái áo đó do thấm nước nó dính sát với da thịt của cổ. Khi mà cả người của cái cô này trồi lên, chú biết đây là một cái cô ma nước rồi. Cổ mới đưa tay lên trên miệng, ý là kêu chú đừng có phát ra tiếng động. Chú Sơn không hiểu làm sao, nhưng vào thời điểm đó, chú Sơn chợt tin tuyệt đối vào cái cô gái ở trước mặt mình luôn, dù đây là một hồn ma. Chú không có dám nhúc nhích gì trơn, cả người cứng đờ à. Khi đó, có một cái tên hồi nãy cầm mấy cây dài đó, giờ nó cầm cây đèn pin, nó lội xuống dưới nước từ từ, sau đó lấy cái cây quạt qua quạt lại để tìm kiếm. Cái tên giặc kia cầm cái cây, giạt cái bụi cây ở trước mặt của chú Sơn ra, là lúc đó cái đèn pin á chĩa thẳng vô trong mặt của chú Sơn luôn. Chú thì bị đứng hình, còn cái tên giặc kia không biết sao khi mà rọi vô thấy là nó đứng nó cứ nghiêng qua nghiêng lại mà nó nhìn không thấy gì trơn, sau đó nó quẹo lên. Cái lúc mà ánh đèn á chiếu trực tiếp vô trong mặt của chú Sơn là khi đó cái ánh đèn đó chiếu qua cơ thể của cái hồn ma này, và dường như cô gái đã che chắn cho chú. Chú nói lúc đó chú bị phát hiện hay không thôi, chứ còn những cái người đồng đội của chú là núp ra xa hơn một chút. Và khi tên giặc này đi lên nói là không có phát hiện gì trơn, sau đó đứng ở trên hen đi qua đi lại làm một chút nữa rồi tụi nó mới rút quân đi. Còn cái hồn ma đứng ở trước mặt chú Sơn, cổ cứ đứng ở đó khoảng tầm 1 phút đồng hồ sau, khi mà tên giặc đã đi lên trên bờ rồi á thì cổ mới biến mất. Lúc này chú nhận ra chính cái hồn ma kia đã cứu chú cùng với bốn người đồng đội của chú một mạng rồi. Khi mà mọi người đi hết, nhóm của chú mới len lén lăn lén trèo lên lại. Đáng lẽ cái chỗ núp của chú ở trong nhà dân này là không có bị người ta phát hiện đâu, nhưng mà do có người ta chỉ điểm cho bọn giặc á, tụi nó mới biết mà tới đây để mà tìm chú đó. Tới tận bây giờ chú Sơn không có còn nữa, nhưng mà cái lúc chú Sơn kể lại câu chuyện này, chú nói không bao giờ chú quên được cảm giác khi mà hồn ma kia đứng trước mặt chú đâu. Chú cảm nhận là một cái luồng hơi lạnh. Ở dưới nước chú ngâm mình đã lạnh rồi, mà cái cô này còn tỏa ra một cái luồng hơi lạnh, nó lạnh gấp mấy lần như vậy nữa. Người của cổ thì hơi mờ mờ ảo ảo, nước nó còn chảy giọt xuống. Nhờ hên cô đó đã giúp cho chú một mạng, chứ không là hôm đó chú bị phát hiện ra là tôi đời luôn rồi. Đó là toàn bộ câu chuyện của chú Sơn gửi lại cho chú Tâm, và bây giờ chú Tâm chia sẻ lại cho Như với khán giả vậy ha.
nên mỗi lần mà nhắc tới cái chuyện ma thì chưa chắc ma là đã xấu hen. Đây là một câu chuyện rất là hay, bây giờ mình sẽ đi qua câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này như được chị Thúy gửi lại cho Như và sự việc này xảy ra với ở trong xóm của chị Thúy luôn. Ở trong xóm của chị có bà này tên là bà Hoa. Cái bà Hoa này từ hồi trước tới giờ không thấy là bà có chồng con gì cả. Bà Hoa bà rất là giàu, bà chuyên làm cái nghề là cho vay tiền góp. Nhà cửa ruộng đất mênh mông à. Nhưng mà bà Hoa này bà có một cái tật là bà thường hay nuôi trai bao. Bà Hoa này tướng của bà thì lùn, hơi tròn người. Mà thấy là bà cặp với toàn trai trẻ không à, người nào người nấy tướng tá như người mẫu, cao cả 1m8, tướng ai cũng đô đô dạng dở cả. Bà Hoa này thật ra là bà dùng tiền để mua những người đó về làm bạn trai của mình, bởi vì thấy bà quen thời gian á là cũng chán chê người này, rồi đổi qua nhiều người ghệ mới dữ lắm. Bình thường tính tình của bà Hoa rất là ki bo keo kiệt, nhưng gặp những cái người trai nào á mà nói chuyện ngọt ngọt với bà, nhìn đẹp đẹp một tí là bà sẵn sàng chi rất là nhiều tiền. Thời điểm đó là tới cái anh này là anh Hưng, cũng là một cái người trai trẻ nhìn khôi ngô tuấn tú dữ lắm. Anh này khoảng 26 27 tuổi. Thì bà Hoa cũng dẫn anh này về nhà, thấy là cũng ăn ở với nhau suốt ở trong nhà như vậy đó. Cho tới một ngày kia thì mâu thuẫn đã xảy ra. Anh Hưng này xin tiền bà Hoa để mà anh làm cái gì đó, nhưng không biết trong quá trình phục vụ cho bà Hoa, bà không có ưng ý điều gì, cho nên bà quyết định là không có xuống tiền. Bà chửi cái anh Hưng này là bám váy đàn bà. Bà Hoa còn buông những cái lời rất là độc địa, bà chửi thậm tệ dữ lắm. Trong lúc giận dữ quá, anh Hưng đã dùng một cái con dao, sau đó đâm liên tục lên trên người của bà Hoa cho tới khi bà tắt thở rồi mới thôi. Tới khi mà thức tỉnh ra vấn đề, anh Hưng này anh bàng hoàng. Anh quyết định là bây giờ sẽ thu dọn hiện trường sạch sẽ, anh lau máu này kia, anh lau sạch sẽ hết luôn. Sau đó để bà Hoa lên trên giường, lấy cái mền đắp cho bà Hoa, rồi cố hết sức là vuốt cái con mắt của bà Hoa cho nhắm lại. Mà thấy là bà Hoa hoài không nhắm mắt, tức quá ảnh mới kéo cái mền lên che luôn cái khuôn mặt của bà Hoa. Xong, anh này mới trộm hết tất cả tiền tài, cái gì có thể lấy được là anh Hưng này lấy, sau đó bỏ trốn. Khi mà anh Hưng này đi rồi, cái xác của bà Hoa nằm lại trong căn nhà đó, nhưng những người dân tao đâu có phát hiện ra đâu. Bởi vì thường ngày thấy bà Hoa cũng cứ đóng cửa vậy đó, khi nào cần ra đường á, thì bà sẽ đi ra đường cùng với những cái người bồ trẻ của bà. Mà qua 2 3 ngày trời chưa có thấy bả ra. Mà trong những ngày đó không biết làm sao, có những con chó nó sống ở gần đây nè, nó cứ đứng ở trước hàng rào của bả, rồi dí cái mỏ vô trong nhà, nó sủa sùm. Chủ của mấy con chó có ra la, mà ra la chút xíu nó cũng dí cái mỏ vô nó sủa tiếp à. Tới thêm 2 ngày sau nữa, tổng cộng là cũng cỡ 5 ngày, người dân ngửi thấy cái mùi hôi thối nồng nặc luôn, giống như là cái mùi chuột chết. Nó phát ra từ trong căn nhà của bà Hoa. Và để ý kỹ, thấy cái cửa nhà của bà không có được đóng lại mà chỉ là khép hờ thôi. Lúc đó cái cửa nó đang được đẩy nhẹ vô một đoạn. Những người dân quyết định là sẽ đi qua kiểm tra coi. Bởi vì hôm rải cũng cả 5 ngày trời rồi chưa có thấy bà ra khỏi nhà. Khi mà những người dân vô, mới đầu cũng gõ cửa lịch sự. Nhưng mà khi cửa nó vừa đẩy ra, cái mùi nó sộc thẳng vô. Mũi của những người hàng xóm ở đây là một cái mùi nó kinh dị, nó thối khủng khiếp lắm. Có người chịu không nổi đã tuôn ra ngoài chạy về, còn những người nào gan dạ hơn lại đi vô trong trỏng để kiểm tra nữa. Khi mà đi vô á, đi lần lần vô chỗ phòng ngủ của bà Hoa là thấy cửa phòng ngủ chỉ được khép nhẹ lại thôi. Đẩy cửa phòng đi vô, cái mùi nó thối còn gấp 1.000 lần so với khi đứng ở trước nhà nữa. Mọi người thấy là bà Hoa nằm ở trên giường á, sao mà ruồi nhặng gì đó nó bu xung quanh mền mụn của bà quá trời. Những người dân biết là thế nào có chuyện không lành rồi. Một người gan dạ đi lại giật cái mền mà đang che phủ cả người của bà Hoa, giật cái mền nó ra. Thì khi cái mền nó rớt xuống rồi, để lộ ra là cái xác của bà Hoa nó đang trương phình, mùi nó thúi rầm mà. Từ ở trong cơ thể của bà Hoa chảy ra cái chất dịch gì đó, nó thấm xuống dưới nệm, nó thấm vô mền, rồi có cái là máu nó còn thấm lên trên nệm này nè,
do khi mà bà chết á, là máu nó còn chảy ra. Anh Hưng ảnh lao chứ đâu có hết tuyệt đối được đâu. Hai con mắt của bà Hoa thì mở trợn trừng trừng, con mắt nó muốn lòi ra ngoài. Cái người của bà trắng xác à, mà da thịt thấy là nó bủng bủng và nó bắt đầu là nó phình ra hơn một chút. Những người dân hoảng sợ quá, sau đó cũng báo công an này kia đầu tới. Hỏi những người dân ở đây là có biết gì không, thì người ta kể người tình nhân cuối cùng của bà Hoa này chính là anh Hưng đó. Sau đó công an cũng tiến hành điều tra rất là nhanh, đã bắt được cái anh Hưng kia. Ảnh đã khai ra toàn bộ sự việc xảy ra là như vậy. Bà Hoa này thì chỉ có hai người em là em ruột của bà thôi, chứ không có con cái gì trơn. Nên sau khi bà Hoa chết, hai người em mới tới đây để mà nhận cái phần tài sản của bà. Do cái bà Hoa này bà giàu dữ lắm, ruộng đất mênh mông, rồi còn kèm thêm cái nhà lớn ở phía trước nữa. Nhưng những người em của bà Hoa thì người ta cũng khá là giàu có, không có ai tới đây để ở cả. Sau cái chết của bà Hoa, một người em của bà mới thuê người vô ở trong căn nhà này để dọn dẹp tẩy uế lại tất cả luôn. Bởi vì khi bà chết, mà bà chết lâu ngày, cái chất dịch của xác chết nó chảy ra thấm ở trong phòng, cái mùi nó hôi thối dữ lắm. Bước vô, dù đã dọn dẹp cỡ nào cỡ chứ cái mùi nó vẫn còn cứ nồng nàn. Cho nên người em mới thuê một cái đội ngũ tới, quyết định là dọn dẹp phải thiệt là sạch luôn. Ngày hôm đó có hai người được thuê tới đây để dọn dẹp cả căn nhà của bà Hoa. Lúc đầu dọn dẹp ở ngoài phòng khách, phòng bếp thì còn bình thường, nhưng khi mà đi tới chỗ phòng ngủ của bà Hoa là liền gặp những cái hiện tượng rất là lạ. Có một người đang cặm cụi làm chà chà dưới sàn thì mới nghe kêu. Cái người đó tưởng là đồng nghiệp của mình kêu, mới hỏi là: "Ủa, mày kêu tao gì vậy?" Cái người kia mới nói là: "Không, tao đâu có kêu mày gì đâu." Hai người lại cặm cụi làm việc thêm một chút xíu nữa, chợt cái người bị kêu hồi nãy bị ai đó tán lên trên đầu cái bóp. Giật mình nhìn quay qua thì ở sau lưng của mình không thấy ai hết. Còn cái anh đồng nghiệp kia, ảnh đang làm ở một góc cách chỗ này tới 2 mét lận. Cái anh bị tán nè mới quay qua hỏi người đồng nghiệp của mình: "Ê, sao mày chơi mất dạy vậy? Mày tán hay mày chọi gì tao vậy?" Cái anh kia mới nói là: "Mày khùng hả mày? Tao đang làm đằng này, sao tao lại tao tán đầu mày được? Thôi, tao lao quá à, lo làm đi." Nói xong lúc đó cái hai người lại tiếp tục làm. Làm một hồi, cái anh mà nãy giờ chưa gặp chuyện gì á, trong lúc mà anh đang đứng anh chà tường này cho sạch sẽ là anh đang đứng, người thì đang khum khum. Chợt ngay khi đó anh cảm nhận được ai đó vừa mới dỗ trong mông anh một cái bóp. Dỗ mà anh đau điếng luôn á, anh mới quay qua. Anh nghĩ là cái anh hồi nãy á chơi mình. Anh mới nói là: "Mày vừa mới tán vô trong đít tao phải không?" Nhưng anh kia thì anh đứng ở cái tường còn lại, là hai người cách nhau một khoảng cũng khá là xa. Cái anh kia mới nói: "Mày khùng hả mày? Tao có vợ con rồi chứ đâu phải tao 3D đâu mà tao lại tao bóp đít mày hay tao tán như đít mày làm chi? Tao lao quá à." Đó, xong là có những cái hiện tượng lạ lạ. Cái một hồi là chà xà bông. Cái lúc mà đang chà ở trên sàn á, chợt cái xô xà bông nó bị đổ ngã ra. Dù ở trong cái xô xà bông này nước là nó lên hơn nửa xô, nó rất là nặng. Nếu mà không có ai đụng vô hay cố tình hất đổ thì không biết bằng một cái thế lực nào đó mà cái xô xà bông này tự động nó rớt xuống, rồi xà bông nó đổ ra linh láng hết trơn à. Hai anh mới nhìn nhau nói là: "Ủa cái gì lạ vậy? Sao tự nhiên cái xô xà bông nó đổ?" Trong khi hai người không có ai đứng gần cái xô xà bông đó cả. Một anh mới đứng lên dựng cái xô lên. Trong quá trình đang đi như vậy, ảnh mới trợt, sau đó ảnh té một cái ịn tới, cái đít đập xuống dưới sàn một cái bóp luôn, rất là đau. Anh ở đằng kia thấy vậy cười quá trời luôn. Nhưng cái anh mà bị té, cái mặt của ảnh xanh lẹ, anh nói là: "Ê mày ơi, ai mới xô tao á?" Anh kia thì anh không có tin, nói là: "Thôi mày ơi, mày đi ẩu tả mày té, cái mày giả bộ nói là ai xô mày, tính nói gì cho đỡ quê hả mày?" Nhưng anh kia khẳng định, anh nói là hồi nãy anh đang đi, anh bị hai cái bàn tay của ai đó xô một cái hiện như vậy đó, rất là mạnh. Anh đau quá, anh nói là: "Thôi, giờ ráng đi, làm nhanh nhanh đi, chứ cái phòng này tao thấy là không được rồi đó." Hai người lại cặm cụi chà chà làm thêm một hồi, xong dọn qua tới cái phần giường. Trong lúc cái anh mà hồi nãy bị dỗ trong đít á, anh đang dọn dẹp cái giường này, niệm thì đã đem quăng rồi, chỉ còn lại cái giường. Do cái giường này được làm bằng gỗ đỏ, nó có giá trị kinh tế nên vẫn còn phải giữ lại. Cái anh đó anh chà, anh lao cái giường cho sạch sẽ.
Chợt khi đó anh mới nghe ai đó kêu. Anh bắt đầu là anh nghiêng lỗ tai qua bên để anh nghe cho kỹ. Thì anh mới nghe là ai đó kêu: "Em ơi." Anh nghe kêu nhỏ nhỏ như vậy mà kêu nhanh dữ lắm. Nhưng khi đó anh tập trung lắng nghe lại thì không có còn nghe gì nữa hết. Anh nghĩ à, chắc mình nghe nhầm thôi. Anh lại cắm cụi anh làm, anh chà cái giường cho sạch hen. Khi chợt khi đó anh cảm nhận được là có bàn tay một ai đó cầm lấy cần cổ của anh mà kéo sát xuống cái giường. Cái cần cổ của anh nó đau điếng luôn. Nhưng mà khi cái mặt nó đập xuống dưới cái cạnh giường rồi thì không có còn thấy gì nữa cả. Cái anh đó mới ngóc đầu dậy, nhìn cái anh kia chậm chậm, anh mới nói là: "Ê mày ơi, ai vừa mới nắm cái đầu tao lôi xuống dưới giường á?" Anh kia thì anh cũng chính mắt nhìn thấy, tại vì tự nhiên cái anh này anh đang chà chà như vậy mà cái cổ bị nghiêng qua một bên, rồi cái đầu đập thẳng xuống ở dưới ngay chỗ cạnh giường là nó kỳ cục rồi. Hai người cũng sợ quá, bắt đầu từ lúc đó là vừa niệm kinh niệm Phật để mà chà cho xong hết cả cái giường này. Thêm một điều kỳ lạ nữa, khi mà hai ảnh niệm kinh như vậy là cái nước ở trong cái xô xà bông nó bị xao động qua lại, giống như là có sóng ở trong cái xô này. Dù cái xô đâu có được động gì đâu, nó để yên ắng ở trên nền nhà thì làm cái gì mà cái xô này nó có thể xao động như vậy được. Hai anh cũng ráng cố gắng dọn xong thiệt là nhanh để còn nhận tiền rồi đi, chứ ở đây quá là ghê. Rồi sau đó cái người em của bà Hoa này nè, bắt đầu mở ra để cho thuê căn nhà, cho nhà cửa đẹp dữ lắm. Mà cho thuê hoài luôn, ở đây ai cũng biết cái vụ của bà Hoa chết trong căn nhà này mà, đâu có ai dám vô thuê đâu. Sau này nữa, có những người ở chỗ khác, người ta tới đây để thuê, mà thấy vô ở có một hai ngày là dọn đi mất tiêu. Không có kịp hỏi là nguyên nhân tại sao, do cái lúc mà họ thu dọn đồ đạc là gấp gáp dữ lắm. Từ lúc đó là căn nhà này để ế nhệ luôn. Thời gian sau, người em của bà Hoa mới quyết định là sẽ đập bỏ căn nhà này, sau đó xây lại thành một cái vựa trái cây. Do người em là kinh doanh trái cây, bây giờ đang thiếu mặt bằng để làm nè, cho nên là sang bạn hết cả căn nhà của bà Hoa rồi làm nên một cái vựa. Sau khi làm vựa rồi cũng thuê công nhân này kia đầu tới làm, do cái vựa nó cũng khá là lớn. Làm ở đó được khoảng thời gian rồi thì có nhiều người là gặp phải vong hồn của bà Hoa. Cứ buổi tối nào mà hàng nhiều một chút ở lại tăng ca là làm tự nhiên có chuyện hả. Có nhiều người là con gái đàn bà đi ra ở phía sau nhà vệ sinh á. Cái chỗ nhà vệ sinh xây trùng hợp sao, nó nằm ở ngay chỗ phòng ngủ của bà Hoa trước đây luôn. Đi ra ở phía sau nhà vệ sinh thì lúc mà đi á, là cảm giác được ai đó tán vô trong đầu của mình, rồi có khi là bị xô. Nhiều khi đang ngồi ở trong cái nhà vệ sinh đi tiểu gì đó, nghe đập cửa rầm rầm rầm, rồi còn nghe chửi là đuổi đi này kia đồ nữa. Nhưng khi đi ra ngoài kiểm tra thì hoàn toàn không có thấy ai hết. Hiện tượng đó không chỉ một người gặp mà nhiều người làm ở đây đã gặp lắm. Những người thuộc giới tính nữ là đi nhà vệ sinh gặp vậy, chứ mà những người thuộc giới tính nam là đi cũng gặp ma, nhưng mà gặp theo một cái kiểu khác. Hôm đó là có một cái anh này, ảnh là người trẻ nhất ở trong nhóm công nhân làm trong cái chỗ giữ trái cây này luôn. Ảnh đi ra ngoài ảnh đi tiểu. Cái chỗ tiểu của đàn ông là ở phía sau, đâu có che chắn gì đâu, ở trước chỉ có một cái bồn thôi. Trong lúc ảnh đang đi thoải mái, cái ảnh mới nghe cái gì đó rù rì ở bên tai và cảm nhận được ai đó đứng ở phía sau lưng ảnh. Ảnh quay qua thì anh thấy rõ ràng diện mạo của bà Hoa. Cái mặt của bà Hoa trắng xác hả? Và khi đó con mắt của bà Hoa nó sáng quắc. Nó sáng theo cái kiểu nhìn anh với ánh mắt thèm thuồng. Còn làn môi của bà Hoa thì đỏ chét. Hồi đó không biết sao ở trên người của bà Hoa, bà chỉ bận mỗi cái bộ nội y thôi. Cơ thể của bà tướng thì không có được đẹp lắm, mà khi bà đứng vậy đó, da thịt của bà xô ra nhìn rất là kinh dị. Và nhìn bà Hoa, cái anh công nhân này lập tức biết là mình đã gặp ma rồi. Anh sợ quá, anh chạy lăn lê ra ngoài. Cái quần chưa có kịp kéo dây tua lên nữa là anh tuôn ra anh chạy. Anh la quá trời luôn. Sau cái bữa hôm đó, anh công nhân trẻ này ảnh đã sợ, cho nên là ảnh xin nghỉ việc luôn. Không những vậy, buổi trưa mà có nhiều người nằm ngủ ở trong kho, khi mà không có chuyện gì hết, ở phía sau kho một chút xíu có cái chỗ đó rất là mát, mở quạt lên là mát rượi luôn. Nằm ở đó ngủ thì có một cái anh kia là bị đè. Thời gian đầu thấy là khó thở tức ngực chút xíu thôi,
Nhưng sau đó, trong một ngày mà ảnh nói là cơ thể của ảnh mệt quể quải, ảnh đã thấy rõ được diện mạo của bà Hoa. Trong lúc mà anh đang ngủ, mắt thì không mở ra được, nhưng cái vía của anh thấy là bà Hoa. Ở trên người của bà cũng bận chỉ mỗi cái bộ đồ lót như vậy đó. Bà đè ở trên người của anh, mà tướng của bà Hoa này bà cũng cỡ 80 kg đó. Khi mà bà khum xuống, anh thấy cái mặt của bà nó xệ lòng thòng, còn ở trên người thịt thà nó cũng bị bủng beo ra hết rồi. Không phải là do bà này bà quá là tròn người nên bà bị da thịt như vậy, mà kiểu giống như là da thịt của bà đang trong quá trình phân hủy, nó bị trương phình, giờ không biết sao nó vừa xệ xệ, nó vừa lắc lắc. Bà Hoa áp sát khuôn mặt với cái anh này thì nó rất là sợ. Lúc mà bà đứng gần, anh ngửi thấy là bà này bà có một cái mùi nó rất là tanh. Bà nhe cái hàm răng ra, từ ở trong miệng của bà toàn là máu không ạ. Bà cười, và khi bà cười cái miệng của bà kéo dài ra, cái miệng rộng tan quát luôn. Hai con mắt thì cứ nhìn anh thèm. Bà mới le cái lưỡi bà ra, không biết sao lúc đó cái lưỡi của bà dài như là lưỡi rắn. Bà liếm cái lỗ tai của cái anh đang nằm ngủ. Anh nói anh sợ lắm rồi nhưng không biết phải làm sao, bởi vì cả cơ thể bị đè cứng ngắc hả. Ở trong tư tưởng của anh, mới nhắm nghiêm mắt lại. Anh niệm Phật. Anh niệm Phật một chút xíu, cái anh nghe ai đó là nhảy một cái hự lên trên người anh, nó đau còn hơn là lúc nãy nữa. Nhưng sau cái cú nhảy đó, mọi thứ bắt đầu là nhẹ nhàng từ từ, từ từ, từ từ, rồi anh không còn bị đè nữa. Sau khi tỉnh dậy, anh kể lại cho mọi người nghe, thì những cái anh mà làm chung với anh nè, có người nói là hôm đó đang nằm ngủ, cũng thấy là vong hồn của bà Hoa hiện ra dê. Cái người đàn ông mà bị dê kể lại nè, là cái anh đó anh 30 mấy tuổi. Tướng của ảnh nhìn cũng đô lực lưỡng dữ lắm. Ảnh nói hôm bữa là ảnh đang nằm ngủ, mà thói quen của anh này ngủ là nằm sấp. Trong cái lúc anh đang nằm, anh cảm nhận được cái phần mông của mình có một cái bàn tay ai đó rợ lên rồi bóp lấy mấy cái nữa. Anh giật mình quay lại thì không thấy ai trơn. Tới một hồi sau chìm vô trong giấc ngủ rồi, anh cảm nhận cái bàn tay đó thò lên rồi bóp lấy cái phần mông của anh, vừa bóp vừa xoa nặng, còn hơn là nhân viên massage nữa. Khi đó người của anh cứng ngắc à, anh muốn quay lại nhìn nhưng không có nhìn được. Cái bàn tay mới chuyển từ ở cái phần mông, rồi sau đó là lòn xuống, chuẩn bị là dê tới cái phần hạ bộ của anh. Tới phần này, anh đã cố gắng hết sức dùng dậy, anh ngồi bật dậy liền. Và khi mà anh ngồi bật dậy, xung quanh anh chỉ có những cái người đàn ông đang nằm ngủ cạnh với anh thôi. Ai cũng nằm ngủ ngái o o hết trơn, chứ làm gì có ai đâu mà dê anh. Những người ở đây là đàn ông thực thụ, ta có vợ có con đàng hoàng, chứ ai đâu mà biến thái ngồi dê cái mông của anh vậy. Cái bàn tay hồi nãy mà chạm lên trên mông của anh á, là một cái bàn tay nó hơi ngắn ngắn, tròn tròn. Mà cái lúc xoa tới đâu anh nói anh đau điếng tới đó. Anh này anh mới đi ra ngoài nhà vệ sinh để kiểm tra, dạch cái mông ra, trời ơi thấy cái mông á là nó tím ngắt một bên luôn. Cái bên nào hồi nãy mà bị ai đó bóp mạnh á, giờ nó vừa đau vừa ê, giống như là anh vừa mới té từ ở đâu xuống, nó đau khủng khiếp lắm. Sau nhiều lần bị hù chọc như vậy, nhân viên ở đây người ta cũng xin nghỉ dần dần. Cái người chủ không biết phải làm sao, cũng có thuê thầy bà về cúng kiến, mà cúng không hết. Cái lần đó thuê ông thầy về ông cúng. Ông cúng xong mà cả cái bàn vong nó cháy ngùng ngục luôn. Sau cái vụ đó là không có cúng được, thành ra cái chỗ này làm ăn cũng càng ngày càng xuống. Người em cũng bỏ luôn cái chỗ kho này, cứ đóng cửa để cho người ta thuê, nhưng không có ai thuê hết. Bởi vì cái vụ của bà Hoa rồi vong hồn của bà ở đây quá là nổi tiếng luôn, nên không có ai dám tới thuê ở hay là kinh doanh gì cả. Tới bây giờ cái kho đó nó cũ mềm, nó lụp sụp lệ xệ, xung quanh thì cây cỏ mọc tùm. Và vào những cái ngày trời mưa, ai vô tình đi ngang qua là thấy cái cửa chỗ nhà kho nó đập rầm rầm rầm, dù là cái cửa đã được khóa lại rồi. Và thỉnh thoảng cũng có người thấy vong hồn của bà Hoa, bà đi tới đi lui ở trước cái chỗ nhà kho đó. Mà ở trên người của bà chỉ bận mỗi cái bộ nội y thôi, nhìn nó kỳ cục dữ lắm. Và da thịt của bà cũng chảy xệ lòng thòng, nhìn giống như cái kiểu là ma vú dại. Còn đằng này á, bà Hoa bà có cái phần thịt mặt thì cũng xệ xuống, bụng tay chân gì đó cũng xệ xuống, nhìn thấy rất là kinh dị. Nhưng tới khoảng thời gian sau này nữa là dân ta không còn thấy nữa. Đó là toàn bộ câu chuyện mà chị Thúy gửi lại cho Như.
về một sự việc xảy ra trong xóm của chị ha. Đây là một câu chuyện rất là hay. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này như được cô Lạnh gửi lại cho Như. Cô kể sự việc này xảy ra cũng lâu lắm rồi, từ trước năm 2000 lận. Hồi đó thì cô mới có 16 tuổi thôi. Chơi chung với cô Lạnh có cô này tên là cô Thương, hai người là chạng tuổi nhau hết. Thời điểm đó cô nói là gạo nó quý hơn so với đồ ăn bây giờ. Nhà của cô là nhiều khi đói tới mức không có gạo ăn. Nhưng mà chịu khó đi ra ngoài sông mò cua bắt ốc là sẽ có rất là nhiều món. Thì bữa hôm đó cũng vậy, cô Lành với cô Thương rủ nhau đi mò tôm, mò cá. Sau quá trình đi mò cái chỗ khúc sông nhỏ này rồi, bắt thì cũng bộn bộn. Nhưng hai cô thấy cái nước này là giờ chịu khó đi mò, rồi ra ngoài sông lớn chịu mò thêm mấy con hến nữa là về có thêm nồi canh rồi. Thấy là trời cũng sớm nên hai cô đi ra mò mẫm một hồi vậy đó. Cái chợt một lúc, cô Lạnh là cái người vừa mới chạm được một cái gì đó, nó lạnh lạnh giống như là bàn tay của một con người, mà cô nói là chạm giống như cái phần cổ tay đi nè. Cô mới hết hồn, cô ngồi bật dậy, cô nói là: "Ê Thương ơi, tao mới mò trúng cái gì á." Cô Thương mới nói với cô Lạnh: "Ủa vậy hả, đâu mày mò trúng cái gì, mày khum xuống mày mò lại coi." Cô Lạnh nó lại khum cái người xuống mò xung quanh. Giờ là không có chạm thấy gì nữa hết trơn á. Giờ mò chỉ trúng là hến này kia rồi thôi. Cái cô mới nói là không có mò được nữa mày ơi. Cô Thương mới nói với cô Lạnh: chắc là nhiều khi mày mò trúng cái gì đó, kệ đi, giờ tiếp tục mò đi mày ơi. Hai người vừa mò vừa nói chuyện chơi. Chợt một lúc cô cảm nhận được là cái phần quần của cô á vừa mới bị ai đó kéo cái thun ra, rồi sau đó buông ra một cái bóp giống như là ghẹo cô á. Cô: "Trời ơi, cái gì mà đau quá vậy?" Cô giật mình, cô sờ sờ lên ở phía sau hông của cô. Chợt ngay khi đó cô vừa mới quờ qua là cô trúng một cái gì nữa, nhưng không biết là trúng cái gì. Cái cô Lành lại nói với cô Thương: "Ê Thương ơi, tao vừa mới quờ trúng cái gì mày ơi, cái gì lạ lắm." Cô Thương mới nói: "Thì ở dưới nước mà mày mò khi trúng con tôm cá gì á, mày mò lại coi coi có bắt được con nào bự bự không." Trong lúc cô Lành mò một hồi, cô chạm được một cái gì đó nó rất là bự mà nó trơn tuột lắm. Cô tưởng là mình bắt được một con cá lóc. Cô nói cái con cá lóc này nó bự là cỡ cái phần bắp chân của cô luôn á, nó bự chà bá vậy nè. Xong cô cố cô giữ lại, nhưng khi đó cái con cá lóc này nó trườn đi, là nó trườn về bên hướng của cô Thương. Cái cô Lành mới nói là: "Thương ơi, tao bắt được con cá bự lắm, nó chạy qua bên mày kìa." Cô Thương cũng nhào mò. Mà hai người đang đứng ở chỗ này, nước nó mênh mông hà. Sau khi cái thứ mà cô Lành chạm được, cô nghĩ là con cá lóc á, nó thoát ra khỏi tay cô và nó hướng lại bên hướng của cô Thương rồi. Cô Lành cũng mò xung quanh nữa mà không có chạm được. Cái cô Lành mới nói là: "Chắc nó xảy hay gì rồi Thương ơi, thôi kệ đi, hồi mò con khác." Khi hai người vừa nói chuyện và tiếp tục mò như vậy, chợt cô Thương mới quay qua hỏi cô Lành: "Ê Lành, mày vừa mới mò đụng tao phải không? Sao mày chơi gì mà mày bóp cái bụng tao vậy mày?" Cô Lành cô nói: "Mày khùng hả mày? Tao đặng đây, cái tay của tao nè, nè mày coi nè, cái tay của tao có dài tới đó đâu mà tao bóp cái bụng mày." "Ủa vậy hả? Chắc nhiều khi á, cái rổ này nó đụng bụng tao tưởng mày." Hai người lại mò thêm một chút nữa. Sau đó cô Lành cô cảm nhận được là mình bắt được cái con tôm này nó bự dữ lắm. Cái cô mới khum xuống. Cô khum xuống cái nó nhảy lên cái nữa. Lần này cô quyết định là lặn xuống, phải cỡ nào cũng bắt được cái con tôm đó. Trong lúc cô Lành đang khum xuống để bắt con tôm này ở trong nước, ở phía sau lưng của cô Thương á, là cô Lành thấy có một cái gì đen và đang quẩn quẩn ở đằng đó. Cô Lành lập tức trồi cái đầu mình lên. Khi mà cô trồi lên rồi á, nhìn qua ở phía sau lưng của cô Thương là thấy đằng đó có một cái gì nó đen đen mà đang quẩn. Cô Lành mới kêu cô Thương: "Thương ơi, mày đi qua đây, mày đi qua đây. Cái gì sau lưng mày hay gì vậy?" Bà Thương lúc đó thì bà cũng quay cái đầu lại, nhưng mà cô Thương không thấy gì trơn. Cô nhìn mặt nước, cô nói là mặt nước bình thường mà. Và lúc đó chỉ có mỗi cô Lành thấy thôi. Cái cô Lành thấy hơi sợ rồi, đi gần về cái hướng của cô Thương. Và thình lình, khi mà nghiêng người qua một chút, cô Lành thấy là ở phía sau lưng cô Thương có một cái người mặc cái áo đen xì lì à. Là một cái người phụ nữ, hai con mắt thì nó trắng không có tròng đen, cả người sao thấy đen thùi lùi, tóc tai ướt nhẹp mà nó bớt bớt lại thành cục. Đưa cái bàn tay đen xì ra
cái bàn tay này vừa đen mà nó vừa dài nhọn nữa. Chụp lấy cái người của cô Thương, cái sau đó cả người của cô Hương bị nhẫn xuống dưới nước. Cô Lành là bạn, cho nên cô Lành phải nhào tới để cứu nhỏ bạn mình chứ. Khi đó cô Lành mới nhào lại hen, còn cô Thương bả đang bị ở đây. Cô Lành chạy lại là thấy người của cô Thương đang bị kéo sâu ra ngoài nước hơn, nên cô Lành cỡ nào cỡ chụp được cái tóc với chụp được cái áo của cô Thương rồi nè. Cô Lành mới lôi vô. Cái lúc mà cô lôi vô, cô dường như đang dặn co với một cái thế lực nào đó. Cô vừa la hét vừa chửi sùm hết trơn hả. Mà trùng hợp ngay cái lúc đó là có một cái người á, người ta đang đi ghe gần lại đây, nghe thấy cô Lành la hét dữ quá rồi hỏi gì da gì da. Cô Lành có nói cứu 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 ma da ma da, la quá trời luôn. Cái người trên ghe mới nhào xuống đây, bởi vì lúc đó là ở trên tay cô Lành đã giữ được cái người của cô Thương rồi. Khi mà có cái người kia lại yểm trợ, sau một hồi đã cứu được cô Thương lên trên bờ. Cô Thương uống nước quá trời luôn, mặt mày xanh lè xanh lét. Cái người đi lại phụ là lập tức xốc cô Thương lên trên vai, rồi vừa đi vừa vũ vũ cho bà ói mấy cái nước ở trong người ra. Cô Thương bà ói ra cái gì đó đen xì lì, giống như là ói ra sình ra bụng cái gì đó thú quắc hà. Cái một hồi tỉnh tỉnh lại rồi, cô Lành mới đưa cô Thương vô trong nhà. Mà khi về nhà rồi, dở cái cổ chân của cô Thương lên, hai cái cổ chân là in hẳn lên cái dấu bàn tay, đúng như là dấu bàn tay người của mình luôn nè. Nó tím liệm ở đằng đó, nhìn nó rất là đau. Rồi xung quanh đó còn có những cái vết bầm nữa. Cô Lành hỏi lại cô Thương nhớ cái gì không? Cái cô Thương mà nói là nhớ mày ơi, hồi nãy sau khi tao quay lại, tao thấy cái gì đó đen xì, là bóng của một cái người phụ nữ. Rồi sau đó là nó nắm lấy tay, nắm lấy vai của tao, nó đè tao xuống. Tao uống nước gần chết luôn vậy. Cái lúc đó tao quơ quào. Cô Thương cũng nói là cô chạm được con ma da đó mà nó trơn tuột quá à. Cô đẩy, cô đạp, cô dùng dằn cỡ nào mà con ma da nó đi dịnh cô thì chắc. Trong khi cô dịnh nó thì không có được. Mà hên vợ hôm đó đi chung với cô Lạnh. Cô Lạnh yểm trợ cứu, rồi còn có thêm cái người vô tình đi ngang qua đây mới cứu được cô Thương đó. Chứ không là chuyến đó cô Thương cũng đi theo con ma da đó rồi. Qua mấy ngày hôm sau á, cô Thương cũng kể, cũng nói là cô thấy mình trở thành một con ma da đứng dất dưỡng ở chỗ đó ghê quá. Sau sự việc của cô Thương bị vậy nè, có người ta mới kể lại là có một cái cô này tên là cô Mỹ. Cô Mỹ đã chết ở đó 20 năm rồi. Nghe nói hồi trước á, là cũng tự tử vì tình, chết ngay chỗ khúc sông mà cô Thương với cô Lạnh đi tới đó mò cá luôn đó. Có thể là vong hồn của cổ tới bây giờ vẫn còn đứng ở đó. Và có nhiều người, người ta đi qua cái chỗ này á, bị giật chân giật giò, rồi ghe người ta đi á, thấy ma da, tay thì thò lên lật ghe người ta hoài. Sau khi nghe lại toàn bộ câu chuyện như vậy, cô Lạnh cũng biết là à, thì ra là ở đây có một cái con ma da. Và những hiện tượng hôm bữa cô Lạnh với cô Thương đi á, là do cái con ma da này gây ra. Cô Lành cũng không có biết chính xác con ma da đó có phải là cô Mỹ đã chết từ 20 năm về trước hay không. Nhưng hôm bữa thực sự cô đã chính mắt nhìn thấy diện mạo của một con ma da là như thế nào. Cô cũng đã chạm lên trên người của nó. Nó kỳ cục dữ lắm. Từ sau cái vụ đó hai cô cũng sợ. Mỗi lần mà cô muốn đi mò cua bắt ốc hay vậy là đi trong những cái rãnh mương nhỏ nhỏ thôi, chứ không có dám đi ra ngoài mương lớn nữa. Và đây là một kỷ niệm không bao giờ cô Lạnh cũng quên luôn. Cô Lạnh cũng không quên được, thì tất nhiên là cô Thương kia cũng vậy. Hai người mỗi lần mà nhắc lại cái kỷ niệm này đều rất là sợ. Câu chuyện của cô Lạnh tới đây cũng đã khép lại trong tập truyện ngày hôm nay của Như. Chứ cảm ơn quý vị dành thời gian để theo dõi những câu chuyện từ kênh của Như nha. Và nếu quý vị, ông bà, cô chú, anh chị mình có những câu chuyện, quý vị cứ việc gửi lại cho Như thông qua những đường link mà Như để bên dưới phần mô tả. Quý vị cứ việc gửi lại cho Như thì lần lượt Như sẽ chia sẻ những câu chuyện đó đến khán thính giả ở trong và ngoài nước hen. Cảm ơn quý vị rất là nhiều, và quý vị thương Như cho Như xin một nút like, bấm nút đăng ký và chia sẻ video này để ủng hộ cho kênh của Như nha. Cảm ơn quý vị nhiều lắm. Và bữa nay, bữa 8 tháng 3 thì các ông, các chú, các cha, các anh em của mình phải nhớ là quan tâm những người phụ nữ đặc biệt hơn trong cái ngày hôm nay. Và không chỉ là riêng bữa nay đâu, người phụ nữ nào cũng đáng được yêu thương và trân trọng nha quý vị. Thôi, bây giờ thì
Hẹn gặp lại quý vị ở tập sau. Chúc quý vị có một giấc ngủ ngon nha. Xin chào tạm biệt. Bye bye quý vị. Bye bye.